The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Rồi hôm đến thương lòng đớn đau, nghe tình duyên giết trong tim sâu. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời tất cả quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy rất là may mắn có dịp mời một tiếng hát mà chúng ta đã yêu mến trong suốt bao nhiêu năm qua, một trong những hiện tượng một thời tại hải ngoại của chúng ta. Kính thưa quý vị, xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ ca sĩ của mùa thu lá bay, Kim Anh. Xin chào cô. Chào quý khán giả đang xem đài, chào Jimmy. Dạ, hôm nay rất mừng được mời cô lên chương trình của Jimmy. Bởi vì thấy cô sinh hoạt rất là nhiều và hát rất là nhiều nơi, thì không biết bây giờ hiện tại là cô chủ yếu là cô sống ở đâu? Ở Mỹ hay là Úc hay là ở Âu Châu hay là ở Việt Nam? Thật ra Kim Anh ở Mỹ từ bắt đầu để đặt chân xuống đi học cho tới bây giờ. Chỉ có ra khỏi nước Mỹ khi đi thể nguyện hoặc là đi hát những chương trình tôn giáo và những chương trình đại gia hội chẳng hạn. Dạ, phải nói rằng là cá nhân của Jimmy và gia đình của Jimmy đó thì yêu mến giọng hát của cô nhiều lắm. Nhất là đối với những cái bài nhạc Hoa được đặt lời Việt, chẳng hạn như Mùa Thu Lá Bay. Nhưng mà trước khi hỏi về những cái bài hát đó thì con có được tìm hiểu, có coi một cuốn video về cuộc đời của cô. Hình như không lầm là cuốn Kim Anh Con Thuyền Không Bến đúng thì rồi, phải. Kim Anh Quê Hương. Dạ, trong cái chuyến về thăm lại quê hương năm 90 mấy đó. 92. Dạ, thì có được biết là quê hương của cô ở Việt Nam, khi mà cô ở Việt Nam đó là ở Sa Đéc. Không, ở làng Lai Vung. Lai Vung. Lai Vung. Lai Vung Sa Đéc. Là cái nơi Sa Đéc bây giờ là Đồng Tháp. Dạ, là nơi mà sản xuất nhiều nem. Không, thật ra là nhà của cô Kim Anh là sản xuất đầu tiên. Và đến bán bây giờ là đời thứ tư rồi và rất là phồn thịnh. Cảm ơn quý khách đã yêu chuộng mà nem Lai Vung là từ nhà của cô. Tại từ đầu. Và khi cô qua hải ngoại là năm 75 hay là trước đó thưa cô? Trước 75 xa, trước 70. Wow, trước 70 hả cô? Và cụ thể năm nào ạ? Năm 69. Năm 69. Lúc đó là cô qua đây là du học. Đi học. Dạ. Cái khi mà cô học du học ở bên này đó, cô có sinh hoạt những cái cộng đồng hay là chơi sinh viên, có hát hò thời đó không thưa cô? Sinh viên thì có, mỗi năm một lần, hai lần, mùa hè và một dịp Tết và Noel. Nếu có thường thường Tết họ không có tổ chức Noel, vì sinh viên đại hát mà mỗi tiểu bang á, cho nên không có tụ tập được, mỗi lần đi mất tiện, cho nên để hai lần gặp nhau để mà get together, mà mùa hè là đi chơi thể thao, đấu thể thao cùng với lại Việt Nam và Canada. Và lúc đó 74 cô được cái giải đơn ở bên bóng bàn. Qua đánh bóng bàn. Và Tết thì chung hết tất cả mọi người, tòa đại sứ gửi tiền cho đi xe bus về tụ tập tại Washington DC và sinh hoạt chung với nhau để mừng Tết, nhớ quê hương. Wow. Mà cái thời mà trước 75 thì sinh viên du học thì cũng tương đối ít cô ha. Ít lắm. Và cộng đồng lại càng không có rồi. Rồi, mới qua hồi xưa đó là tới thế năm 78, 89 gì với gạo, có nước mắm hồi xưa không có đâu. Dạ. Sao ở Washington DC rất là eo hẹp. Dạ. Có mỗi một cái tiệm cháo lòng thôi mà dành nhau mà ăn một người lắm. Rất chèo vui lắm. Ở trong thời gian đó hay là trước khi mà cô đi du học, cô có được đi học hát từ ở đâu không? Không, cô bẩm sinh rồi, cho nó khiếu trời cho. Tại vì hồi mà bé là bà bác cô, tức là ba cô, ổng rất là ngoại giao, rất là ngoại mục, ổng thích bạn và ổng rất là hiếu bạn. Và mỗi lần như thế thì nghe radio được thích cái gì cái ca cho ổng nghe. Bà bác con hát cái này nè, rồi hát hồ quảng cái gì cũng được hết. Rồi sau đó thì ổng là người khán giả đầu tiên, quý khán giả đầu tiên và trân trọng nhất của Kim Anh. Wow. Đó là một trong những người mà cô rất là thương mến. Trời ơi, kính trọng vô cùng. Kính trọng, dạ. Có phải là cũng vì bố của cô mà cô mới làm cái cuốn băng Mùa Thu Lá Bay? Tại vì năm 82 thì hồi xưa không có điện thoại, mà thư thì rất lâu. Và Telegram thì khoảng một tuần qua, đến Telegram. Thì đang nhận Telegram mà riêng bà bác Kim Anh không bao giờ nghĩ rằng đòi hỏi con cái gì vì dòng họ xung quanh hết. Chỉ có Kim Anh một mình thôi, ông cấm không bao giờ ai được hỏi nói chuyện buồn để ông đừng chuyên tâm để đi học ấy, đi làm việc.
và các bà là bà bá rất nhớ giọng hát của con gái cưng, và lúc đó con có một đứa con rồi thì bà nói để cháu ngoại em mới khiến cho bà bá vui, có vậy thôi. Mà nếu từng nét biết là con nhỏ nhỏ cháu cả thì tự nhiên chắc lẽ là mình thành ra cái cảm sao đấy, với lại con anh yêu bố lắm thì tự nhiên thấy cái tim mình nó nhói đau một cái thì nó chết sao, không lẽ bà bá bệnh hay sao, ông lại viết thư thế này bao năm rồi không viết, mình sắp đi về rồi mà. Xong thì Kim Anh mới nghĩ rằng cũng mong để mà hát cho ông nghe và tính thông bài thôi, thông bài thôi. Nhưng mà có lúc đó sẽ không có đi dư thô, ta là phải thấu đúng người 12 bài. Thì anh Phùng Thuận đánh trống quan nhạc Family Love ở Hawaii qua mới cho cái quan nhạc The Beat mà Kim Anh cộng tác cùng, thì nói là thôi là anh có cũng băng Mùa Thu Lá Bay của Đặng Lê Quân á, mà nó nhảo nên mày nghe kiểu kỹ mà tôi chép lại tiếng Việt Nam đi đó, tôi bắt đầu nó đi nghe à, cũng được, hát nó cũng được. Nhưng rồi sau thì lại một bài thấm dù thâu thì nó có hát chung cái Ly rồi Bá Phương ở trên sông Dê á, Hải Lý rồi nhiều lắm, đông lắm. Thì anh bảo chứ thôi cái thâu đi để anh kiếm người cho đó, anh Lê Văn Thiện hòa âm và Trung Nghĩa đến đờn guitar, Phi Rời đến trống, mà những người khác là cô không biết. Thì khi đã đánh xong thì cái quá trình thì 11 bài là học hết nổi rồi, học rất là khó. Xong rồi tôi phát 11 bài học hết nổi rồi, anh Phương ơi giúp giùm em chứ làm sao. Thì xuống ông phòng thâu John Thompson. Và ông nói thôi không sao mày nói đi, mày nói tao làm sao đúng tiếng rồi tao cắt cho mày, chứ mày không nói không được, phải nói. Nói thì về viết cho anh, nhưng mà one day in the afternoon I was myself all by myself in the attic. Lúc đó tiếng Việt của cô cũng chưa có. Không phải là không biết, nhưng mà mình không biết viết chật chính tả kỳ lắm. Đâu cũng chưa thường viết mà. Thì sau đó anh em với Phương mới nhờ mấy vị thầy phân xuôi và chị Khánh Ly sắp lại thành một đoạn văn để đọc. Cái là buổi chiều và cơn mưa lớn bay qua thành phố nhỏ. Em ngồi đây thì bao nhiêu là đó, me and myself in the attic. Lúc nào từ Randy Ford. Dạ là cái lúc đầu đó là cô định làm cái cuốn băng để tặng cho ba của cô thôi. Dạ, nhưng mà khi cuốn băng thành hình và gửi về tới nơi được thì ông già mất rồi, ông mất 3 ngày. Mà ông mới nhắm mắt, chứ mắt mở hoài thì nhà người Hoa rất là sợ cái phong tục đó. Nhưng mà vuốt không được, cứ mở mắt chừng cái má má mới nói là chắc ông chờ con gái ông về sao ấy. Thì lúc đó cái thư cũng cái thùng băng về mà phải mở ngược, là lúc đó là nhà bên văn hóa chưa cho gửi những băng mà có tiếng. Thì ông cậu ông bên Mã Lai mới gửi đi, cậu biết làm cái ông ngược chợ ngược băng lại để cho lại thành trắng, nhưng về nghe phải chợ ngược lại mới nghe được đó. Thì cái chữ mật mã bằng tiếng Hoa thì có mình có anh hai biết thôi, thì để vô lúc mà nội đọc ông vẫn mở mắt hát tiếng Việt, ông cũng mở mắt lúc mà hát bài Buổi Chiều Tơ Quê Heo Sớm Mồ Heo Sớm Tơ Quê Heo Chờ Vua, tự nhiên từ từ ông nhắm mắt lại và một hàng nước mắt chảy dòng xuống. Thì ngay trong năm lúc đó cô ở bên hát Texas Houston, cô thấy ba cô đứng ở dưới nhìn lên mặc áo ba túi màu xám và cô nói trời ơi, bà hát thăm mình rồi mừng quá. Nhưng khi xuống thì không có, thì ngay lúc đó khi về thư gửi qua và hình gửi qua thì ngay giờ đó liễm ông và ông đã khóc. Từ ngày đó sau đó là cô nổi danh tới bây giờ. Wow, cũng là một cái điều gì đó nó cũng trùng hợp mà nó cũng lại có cái huyền bí trong đó cô ha. Không, cô rất tiếc vì đó là cái nỗi đau trong lòng cô. Dạ. À, cảm ơn cô đã chia sẻ về cái kỷ niệm này và con cũng được biết là cô cũng rất là xúc động khi mà nhớ về bà ba của cô. Dạ. Tức là ba. Tại mình ổng được nghe thôi. Ai cũng được nghe hết. Dạ. À, cái cuốn Mùa Thu Lá Bay đó lúc đó là một mình cô tự sản xuất và phát hành. Cũng không phải là phát hành nhưng mà để mình sản xuất thôi. Chứ lúc đó mình chưa nghĩ là mình là ca sĩ. Thứ nhất, thứ hai là mình không có ai hết trơn, nó không biết làm sao mình bán bây giờ. Thì 1000 cái thì cho vòng vòng bạn bè trong phòng trà cũng được 200 cái, 100 cái gì, còn 900 cái trời mệt quá. Chắc là phải nấu canh để làm gì mà đâu ai biết mình đâu không. Xong thì lúc có thời gian ở nhà Ngọc Chánh có đánh tên những người mà toàn nước Việt Nam, toàn nước Mỹ, những người danh sách Việt Nam ở định cư để gửi thuốc, gửi vải, gửi kim chỉ gì đó. Thì mình mới xin cái list nó lại. Và cứ mỗi một cái địa chỉ kính gửi đồng hương, kính biếu đồng hương kỷ niệm, kính biếu đồng hương kỷ niệm, cứ vậy thôi. Xong người ta gửi là 20, 50, 100. Thế thôi, cái băng này không có báo. Ủa tao cho mày lấy không? Dạ thì lấy, cho lấy. Cái từ đó thành báo luôn. Mà lùi lại trước cái đó, trước khi có cái cuốn mà Mùa Thu Lá Bay đó, thì cô nói là cô là qua đây là du học. Cô qua bên Mỹ du học ở DC lần. Thì khi mà năm 75 thì là cô chắc lúc đó cũng hơi bỡ ngỡ tại không vì bỡ ngỡ chính vì quyền. 28 tháng 4 năm 75 em từ bên Nice bay về thì thấy bà con chạy ta náo loạn hết rồi đốt giấy cờ gì đó. Thì lúc đó về nhà coi Satellite biết là đã thay đổi chính quyền.
Và cái lúc đó thì cô có cái bị bấn loạn là mình sẽ không về được Việt Nam nữa hay Ở không? dưới sợ lắm khóc mồ hôi, nhưng mà mình cũng phải giữ can đảm, vì mình khóc không không làm cái gì được hết, phải chờ xem lục loại coi biết ai. Thì nghe mấy người sứ quán hay gọi tới bảo em ơi bây giờ Việt Nam tị nạn ở đây đâu lắm, tái định cư thôi em tới em coi giúp được cái gì giúp. Lúc đó thì Kim Anh có căn nhà 2 tầng, một nhà một tầng trên thì ngủ ở dưới phòng khách và nhà bếp, còn dưới hầm thì những chỗ mình nghe nhạc những thư giãn. Thì mình thấy hơi nhà mở mình trống cũng thôi, đi đi xem ai cũng ở thì ở chung cho nó vui, với lại mình giúp được ai thì giúp. Thì lại cái chỗ thì thấy họ nằm đông lắm, thì bảo thứ nhà tôi phải 5-7 người tới cũng được không sao, cứ rốt cuộc lại 30 người luôn, nhắc nhà luôn vui lắm, Là hai những mấy người người tị nạn qua đợt đầu. rồi cũng như không mấy người thì khoảng 20 thôi, những người bạn bè tới thấy vui quá ở lại nữa rồi đó thì Cảm ơn cô với những đó. chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Kim Anh cùng với Jimmy sẽ trở lại với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Kim Anh. Trước phần trước thì cô có chia sẻ là trong cái thời mà 75 đó thì cô vẫn ở bên BC và cũng có cho những người Việt mới qua đây tị nạn ở nhà cô. Đúng rồi. Thì từ năm nào thì cô mới dọn qua Cali này ạ? Thật ra thì 1980, 80 ạ. 80 vậy. Lúc đó thì ở Washington DC, xong rồi về Houston năm 79. Là Houston, nhưng mà 78 mình đã đụng xe rồi, tông xe New York á, bị accident ở đó. In and out about 3 years, 3 năm. Thì ban nhạc cũng thỉnh thoảng cũng mời cô lén đi xuống ca với ban nhạc đấy. Thì lúc đó lúc mà bay về thì có một cái tai nạn rất là nguy hiểm, rất là lớn, tức là người ta đánh nhau có người thiệt mạng, cho nên ban nhạc phải tạm dừng. Lúc đó Kim Anh bay về Virginia lại và lên New York cho nó tiện đi khám bệnh á. Đáng lẽ Kim Anh làm nhiều thương, nhưng ông luật sư ông khô sai thì Kim Anh đi ra hát để kiếm tiền, chứ đâu bà con dòng họ đâu nhờ ai bây giờ. Thì lên sau xe anh giới thiệu cái anh Phùng Thượng mà ban ban nhạc Mây Trắng ở Việt Nam và làm ban nhạc Family Miller, bảo thêm lên đây đi, bên này tôi cần hát nhạc nhắc ngoại lắm, mày lên đây đi. Nó em nhắc nhạc việc em không biết hát làm sao giờ, không mày hát nhạc ngoại đi, thế ra mày có bài gì cái mùa thu nó bay biết chưa, dạ biết đó. Xong rồi lên thì lên đó thì ở đó xong bắt đầu nghe bài sang băng kênh Ngọc Chánh mới biết nhạc Việt Nam, và bắt đầu mới lựa mày mấy bài đó mới hát mùa thu nó bay 182 Coi như đó là cái bước khởi đầu của khởi cô, đầu đúng rồi là khởi cô đi đầu hát là khoảng năm 78, 80 dạ đúng rồi không? đúng rồi đúng rồi Vậy là cũng đủ cái bảy sự sáu bảy tình bảy chứ cờ. bảy sáu bảy bảy xong bảy Bảy tám sáu New bảy York bảy. hát vì tai nạn nằm ở đó Cái tai nạn của đó ảnh hưởng cô nhiều nhiều lắm không lắm nhiều cô? lắm. Tại Lúc đó như thế nào cô hãy kể lại khán giả tức nghe. là đêm 2 ngày 8 tháng giêng năm 1978, tức là lúc đó đáng lẽ cô không không được xuất viện, nhưng mà không phải không không có lấy xe ở gần cái nhà nhà của tất cả nhân viên của cái nhà hàng Khung Phu Lầu. Thì tối đêm đó tự nhiên một trận bão tuyết ngập cả nhà luôn, không có ai mà có thể nhớ xe mà đậu đâu cả. Thì riêng công là nhà bếp á, ông đậu xe trong gara cho nên ông có mình ông trống thôi, thì ai đi bằng gì thì về về trước, còn không ông chở về từng người một chứ hết. Thì khi xuống có 3 người, một người bạn ông ở bên kia cầu Brooklyn, Linh còn Kim Anh ở Queen gần chỗ đó chỗ ông nói tên là quên tên gì không biết. Nhưng mà khi xuống xuống trên sàn ăn cháo thì tự nhiên lòng cũng nôn nao lắm, cô biết tại sao mình lo sợ cái gì á. Là cô đi chung xe với Chung ông xe đó đó thì ba người nhà chở bỏ xuống hết rồi, còn 3 người cuối cùng. Thì ông nói thôi để tao chở bạn tao qua bên Brooklyn đi, rồi mày ở nhà kế nhà tao thì mình ở trong chung cư đó thì mày về với tao luôn cũng được, nhưng mà lòng rất là lo, không biết tại sao lo như vậy. Khi mình lên cầu Brooklyn thì tự nhiên nó bên kia nó lạnh hơn, bỏ thật trở thành ice, nó không còn là tuyết nữa. Thì cái xe bắt đầu nó xuống, tao tự nhiên tao không yên tâm, mày cho tao xuống đi mày vào mày đón tao. Ông nói không được, ngừng cái cầu bị phạt sao. Thì chạy qua một chút xíu nữa là thành đá băng đó, đá luôn cái tự nhiên xe nó quay. Thì trước cái xuống cầu có cái đèn đỏ, và tới đèn đỏ tao ngừng như mày. Tự nhiên trước đèn đỏ thì nó quay 360 độ này, nó va bên kia đường, tông vào cột đèn. Thì lúc đó tôi thấy cột đèn thôi, nhưng lúc là bị sốc, không biết là tại sao mà đúng cái gì. Thì nó dội ra, thì mình thấy xuống nước, xong mưa xong nhiều quá. Thì cô mới lấy cái quay quay mặt lại thì thấy cái đèn sáng ập như này. Cô không biết bao lâu, không biết là bao lâu, nhưng mà cái mở mắt ra thì cô nói sao xong nước mưa sao nhiều quá vậy ta. Thì cô mới lấy cái tay cô quẹt thì cái này nó không biết, này dập hết đây bị liệt, và tất cả người cô cái xe nó quặp lại. Thì không biết bao lâu, nhưng mà khi mà tỉnh lại thì ông luật sư ông nói là
là bẻ từ miếng thiết rồi xe ra mới lấy con em ra được. Mà rất tóc cô dài, cô để khi nào gặp ba cô mới cắt. Hay gọi cô là vitamin xe, xe. Nên lâu rồi. Dạ, vậy là cái lúc mà cô bị đụng xe đó là cô coi như là gãy tay, gãy chân. Toàn bộ gãy lưng. Yeah. Rồi những người xung quanh cô thì sao ạ? Không, ông kia thì ông gãy ba khúc cái chân, ông ngồi sau, tại cô ngồi trước thì cô nặng nhất. Yeah. Còn cái ông tài xế, thằng tài xế thì lại văng ra ngoài thì cái mặt nó tím bầm quảng, biết là sao. Yeah. Rồi giờ tới giờ cũng không gặp lại. Và cái lúc mà cô vô nhà thương như vậy thì khoảng bao lâu cô mới bình phục lại? Đâu có bình phục, đâu có, ba tuần lễ mới tỉnh lại. Ba tuần mới tỉnh. Wow. Rồi xong nó phải căng cái tay cô ra, nó kêu là fracture, nó căng chì vũ thứ để cho nó kéo xương ra. Và nằm liệt là flat, phải thay bằng cái lông con kiều, mỗi ngày phải thay để nó da mình lỡ. Rồi xương thân chậu gãy, lưng gãy, chân đứt gân hết. Rồi cái đầu, nội đầu cô khoảng 300-400 mũi kim á. Tại một cái này 200 mấy rồi. Yeah. Và cũng phải là vì như vậy á, mà cô sau này khi mà cô hát, cô cũng hát bằng cái nỗi đau của mình, phải không? Và cái đó tất cả những gì đến với mình vì lý do là từ đụng xe tâm ra, rồi vì những người yêu mến. Giống một thời gian cô cũng nghiện, rất là nghiện, nhưng mà vì đó là cái nhu cầu mà cô cần cho xương cô thôi, chứ không phải là cô thú vị. Đúng rồi, tại vì lúc đó mình không hiểu như thế nào gọi là thú vị, không hiểu thế nào gọi là trọng trách, không hiểu thế nào là nhu cầu, thế nào là bổn phận hay là bảo quản. Cũng kỳ thấy ok, ai mình lấy đâu người ta không cho đưa mà chắc không sao. Nhưng mà khi mà không sao đó kéo dài càng ngày nó càng lên, và càng ngày nó càng thấy là nó không phải là một món trò chơi. Và cô quyết định bỏ đi. Dạ, là cái lúc mà cô đang bị đau đó là những cái thuốc phiện đó nó giúp mình đỡ cái đau. Dạ, thì ông bác sĩ nó chỉ có cách đó thôi, chứ chích một viên chứ mình sẽ chết vì mình mà không có máu. Máu loãng quá. Thì mới bắt đầu. Rồi sau sau đến 85 là bắt đầu cái phát hiện là mình bị gan, cái last stage, tại cái máu người ta cho 98.9% tới 70% máu người ta cho, thì người ta có gì bị cái đó. Thì quyết định thôi, nếu mà đi chữa cho bây giờ kỳ quá, mặt mình đỏ vàng mà mắt mình đỏ quá, thì đi xuống cái đường bác sĩ Vinh, hai vợ chồng rất là thương của mình. Nói cho xem mặt em thấy ghê quá, người có chết không, ông biết mà, ông thay máu, ông cho nước biển hàng tuần mà. Mới biết cái thơ mà thôi, khi mà anh chồng này xuống ra phát sinh đi, cái đó là best cái bác sĩ để về gan, để mà trị gan không được mở ra, phải đưa cho bác sĩ chuyển khoa. Xong mấy cái nhờ anh em chở xuống đưa cho ông đi ra liền, ông ra ngoài đứng hai mươi phút chuyển vô lại. Nó nói tao không thể nào mà không nói cho mày nghe được, vì cái này rất quan trọng, vì cái bệnh của mày là cái last stage rồi, có thể mày sống 5 ngày 10 ngày 2 tháng không biết, vì nó quá là ấy rồi. Thì ông nói nếu tao mổ á, bác sĩ mày nói tao mổ thì mổ bỏ 8-10 lá gan, thì có thể là 40% chance of 4% có thể cơ hội may là sống. Cái team nghĩ 4% sao được, 50 là không dám mà mổ nữa, đúng không? Thì nó để chúng ta gọi bảo hiểm, mà nó láo thì nó bảo hiểm. Xong rồi chứ họ để ra gọi bảo hiểm rồi, nó có cover cái này không? Ông nói không, cái này bác sĩ là bao cho mày mà, cái này không có trả tiền, có người trả rồi. Thế không, tao phải gọi bác sĩ của tao cơ đó. Thì nó láo, trong giờ 15 phút nữa sẽ có người đến gây mê. Là cô trốn về luôn đó. Ồ, cô trốn về luôn. Và mỗi ngày, cô lúc đó 12 tuổi, con trai lớn cô, bây giờ 47 rồi. Thì tôi nói mẹ sắp chết rồi, vì mẹ bệnh nặng. Con thấy mặt mẹ thì không, nhưng mà con không được buồn, vì ai cũng sống rồi chết đó. Yeah. Thì con bảo thôi, con mẹ chết thì con chết thua, theo nó con không đạt thành thế, vì cô đời còn dài và tốt lắm. Yeah. Mẹ đã ổn định mọi thứ cho con hết rồi, con không phải lo. Thì tôi nói thôi, bây giờ mình thích rượu, mình thích cái đó thì kệ, mình đi mua mình uống cho đã, mình chết sướng hơn. Là tụ tập mọi người để mua cho 21 chai, để uống mỗi ngày 3 chai, và trong một tuần sẽ chết. Nên là cô uống 21 chai. Yeah. Nhưng mà con cô cứ nó thấy không nói chuyện, mà mẹ chết chưa? Mày còn trẻ tuổi mà còn mày còn nói chuyện mà sao chết được, mà cứ hỏi vào hình gì đó. Đến ngày thứ mấy cô không biết, là cô không còn nghe tiếng động, không nghe gì hết. Và cô nói sổ sao không ma lại phải đi tiểu. Mình chết rồi đâu có phải mấy cái chuyện đó, cô nghĩ rất là ngây ngô, chứ không nghĩ xa xôi vậy đâu. Thì cô mới lết vào trong, đi đâu nổi 7 ngày không ăn mà. Yeah. Mới lết vào trong toilet á. Với cái tay thì cái cốc nó rớt xuống. Cô mới múc cái trong toilet á, cô nói mẹ bề trên, tất cả đấng bề trên mà có quyền năng tối thượng, thì thấy cho cô uống nước này, con nằm thật là mình nhẹ nhàng để con đừng có sợ. Có thế thôi. Cô xin cái đó xin chết thật nhẹ nhàng thôi. Chứ cô uống xong cái cô ngã cái đụng, cô không biết gì hết. Khi cô mở mắt ra thì thấy con cô đưa ngồi trên hốc, nó trổ nó nước mắt xuống á. Cô nói tại sao con đâu đánh mẹ coi, con đánh mẹ coi. Đánh mẹ thôi, con sao con đánh, con dám đánh mẹ được. Nó không mắt đánh mẹ đi. Mẹ chết hay mẹ sống, con không biết, con thấy mẹ chết hay sống nữa.
nó đánh cái chó bán mạnh gì nó con nó không biết vậy là mẹ chú chết, hai mẹ con ôm nhau khóc quá trời luôn. Mà ngủ giấc không biết chắc tới chiều tối sáng mai đi bác sĩ và nó hết bệnh luôn. Là hai cô ha. Dạ. Dạ. Cái lúc mà cô bị tai nạn đó thì là bố cô, ba cô ở bên Việt Nam có biết, cả gia đình cô có biết không ạ? Không cho biết. Không cho biết luôn. Mình cố gắng ra nhiều. Dạ. Thì khi mà cô bị cái tai nạn đó xong thì một thời gian sau thì cô mới tin là mới nghe tin là ba cô ở quê nhà rồi. Yếu. Đúng rồi. Yếu xong cô mới đang làm một băng xong rồi sau đó 91 cô được mời về Việt Nam hát. Thì con được về thăm mẹ, nhưng mà lúc đó cô đi xuống mồ ba cô thôi trong cái cũng băng có đó. Đó là cô rất đau lòng lắm. Rồi sau đó thì 92 cô cũng về. 92 về thì ở cái nhóm mà đội Ốc Casino á, trên Oakland ấy, thì muốn về đấu thầu cái sòng bài Đồ Sơn. Thì thăm muốn mời cũng đi chơi chung. Thì cũng chả đem gì, mặt cũng thúng như thôi. Nhưng về thì các anh ở trong công an thủ đô nhờ làm chương trình thực hiện cho mấy em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, có 8 chú em. Mà cô đã làm 16 suất, một ngày 2 suất. Phải nói lúc đó là kỷ lục luôn, cũng là kỷ lục luôn, là victory luôn. Lúc nào đóng nhập đứng ra ngoài đường luôn, rất nhiều tiền. Xong khi đi lại tặng các em, cô nhìn lần đầu tiên chưa thấy anh mù đâu mà thấy nhiều người mù quá, trời đau lòng lắm. Cô nói nếu mà cô có thể đổi 15 tuổi để các em thấy lại cô sẵn sàng. Thì mấy em nói con ta tặng cho cô bài thơ của con biết cái thằng huấn trưởng trong đội Ánh Sáng Vào Bóng Đêm hay lắm. Cô nghe cô khóc sướt mướt luôn. Và sau đó xin ban văn hóa thông tin là cho học hát cùng các em á. Thì đêm suốt thứ 17. Lúc đó thì dân chủ số 17 là ra công nhân, trời đông cả phải đông nghít người luôn. Nhưng mà sau đó thì mấy cái lúc mà hồi đó thì du sinh ở lâu mấy thép nhạc á gửi vào thì người ta thích bài phố đêm. Cái con bảo dữ là biết bài phố đêm không, biết không, biết chứ mà cái đó mình không nghĩ là mình làm gì là phạm lỗi cái vi phạm cái bản quyền người ta là cái giấy phép phải cho hay là đã duyệt chưa có gì bài đó mà đâu được hát được. Thì cũng là ô được mà tức liền không sao, thấy mình mà thành công vậy mình mừng. Thì phố đêm có một người đến bảo là ngoài luồng tức là chưa có duyệt mà cô đâu biết, tưởng không nói cô luồng không, cô gây lộn luôn à, cô gây ông trên sân khấu luôn. Nhưng mà sao thì lại văn hóa lại cấm mình 15 năm không cho về á. Tức là 27 mới về. Cảm ơn cô với những chia sẻ này, vì mà cô hát cho các em khiếm thị ở Việt Nam mà hát bài phố đêm mà cô bị bên trong nước người ta cấm cô hát 15 năm ở trong nước. Cảm ơn cô, và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Kim Anh sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Kim Anh. Thưa cô, như lúc đầu hai cô cháu mình có chia sẻ là cái cuốn băng mà đã xem như là một cái kỷ niệm của cô dành cho bà vá của cô. Không ngờ lại là một cái hiện tượng tại hải ngoại. Jimmy đang cầm trên tay đây là cái cuốn Kim Anh Mùa Thu Lá Bay. Cô cho khán giả biết là cuốn này cô là năm nào? Năm 8 thì cuối năm 82. Và sau khi mà bà vá mất tháng 3 là bắt đầu nổi tiếng đó bây giờ luôn. Lúc này là Trần Nghệ Thuật chụp hình trong cái hàng liệp á. Không chỗ nào nữa nhưng mà Trần Thục chở đi, Trần Thục chụp ngay tại Cali này. Cali luôn. Wow, quý quá. Cái này còn xuống quá, đáng giá hơn mạng Kim Anh á bây giờ á. Kiếm mãi không có ra. Cô không kiếm cái cuốn này luôn à. Con quý cuốn này lắm, tại vì cái lời mở đầu á rất là hay. Khán giả rất chắc vẫn chưa quên buổi chiều và cơn mưa. Và cơn mưa lớn đã bay qua. Thành phố. Bay ngang trên thành phố. Em ngồi đây từ bao nhiêu ngày rồi, một mình trong căn gác nhỏ. Em biết ngoài kia gió mưa rất lạnh và lá vàng đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua. Nước mắt em lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài sân cửa. Chúng ta đã qua một đoạn đời và anh sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nơi này. Chỉ còn em với những bụi hoa dại bên đường và đêm một mình, đêm dài không bao giờ qua. Hàng cây khô trổ lá đơm hoa khi xuân về, nhưng nước mắt em chẳng bao giờ có thể làm tươi thắm lại tình yêu chúng mình. Ngày đã lên, đêm đã xuống, giông bão đã qua đây và đã vàng đã che phủ dấu chân anh. Như một ngày anh yêu em, một ngày em có anh, tình yêu đó là thiên thu. Rất hay. Lúc đó là cô viết bằng tiếng Anh. Anh văn. Rồi xong cô mới nhờ. Lúc hát chung với anh Hữu Sương, mà tuần thấy mấy người hát chung với anh Hữu Sương mới dịch ra lời Việt.
và viết là văn xuôi cùng với chị Khánh Ly. Cô Khánh Ly là viết lại viết cho nó ra văn xuôi. Quá hay, và không ngờ đó là một trong những cuốn băng mà hiện tượng, phải nói là hiện tượng. Trời, cô cảm ơn con đã giữ nó, đó là món quà quý lớn lắm. Nhất hôm nay của cô đấy, đó là lớn nhất nhất trong từ mấy chục năm nay qua. Dạ, yeah. Và cái cuốn băng này á, khi mà cô chọn bài bản đó, là như cô nói là có một cái anh ở San Jose giúp cô chọn bài, hay là toàn là những bài, một mình cô chọn bài hết. Và hình như là người hòa âm cuốn này là Trung Nghĩa, nhạc sĩ Trung Nghĩa. Lê Văn Thiện. Nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Lê Văn Thiện mất rồi, mà anh Trung Nghĩa là đờn. Đờn. Đờn guitar và anh Peter là đánh trống. Yeah. Còn Thơm, John Thomlinson là sound engineer. Sound engineer. And yeah. Edit and everything. À, và hình như cô lúc nãy có chia sẻ là cuốn băng này Mùa Thu Lá Bay ở bên Tây có tặng cho cô một cái giải thưởng. Năm tháng tư cô được cái giải là Victory Seller. And then History of Music, Vietnam History. Wow, là có số lượng phát hành nha. Bây giờ vẫn còn một giá trị. Rất là giá trị. Rất là người ta rất thích. Là người ta cũng biết, mặc có thể là cháu nội. Cậu bé nó không biết Kim Anh là ai, nhưng biết bài Mùa Thu Lá Bay. Kim Anh rất là hạnh phúc mỗi lần mà nghe mấy cháu. Ôi, không biết ai bài Kim Anh đâu, nhưng mà thích bài Mùa Thu Lá Bay. Nói mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi nghe những lời như vậy. Dạ. Bên cạnh Mùa Thu Lá Bay thì khán giả còn thương cô một bài nữa là bài Mỹ Lan. Mỹ Lan, rồi Mỹ Lan, dạ. Mỹ Lan bây giờ anh ở đâu? Cô thử ngân nghe vài câu Mỹ Lan. Anh ơi, nữa anh rồi nè. I was in China, I was in China, đi cơ xin tàu phụ phân đi, đi 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 đi, China. Giờ anh ở đâu đó? Bài đó cũng là một bài top hit của cô. Top đó, rồi là bài đặc thù trong những cái khúc mà kén chọn khán giả lắm, nhưng mà khi khán giả thích bài đó thì người ta in hàng luôn. Giống cái cậu mà thích anh ở đâu là làm là mặc cho Kim Anh thích cái bài đó thôi. Giống như là khán giả nhớ cô mấy Mùa Thu Lá Bay, cũng như là nhớ cái cách chào của cô trước khi ra sân khấu. Cô bắt chéo cái chân rất là gọn. Tại vì mình nghĩ là trời ơi, mình đứng mình hồng xuống giày thì mình lại không nice, không lịch sự với ban nhạc, sao phải đưa cái bài hai của mình ra, cái mặt người ta kỳ quá. Còn mình làm gật đầu thì cũng chưa đủ cái sự trân trọng. Thôi mình hạ xuống một cái chân thì mình thấp xuống chút, cả hai đều ok. Và quyết định như thế. Là cô tự nghĩ ra cái chào đó. Đúng rồi. Quá. Và con thấy cô thời đó cô hát với rất nhiều ban nhạc ở hải ngoại. Một trong những ban nhạc mà tới ngày hôm nay người ta vẫn còn post ở trên YouTube đó là ban nhạc Anh Tài. Đúng, chính xác. Đi rất nhiều nơi Âu Châu, toàn thế giới với Anh Tài. Cũng có một vài lần đi với Chí Tài. Chí Tài, dạ. Với lại Bolero. Hát với ban Anh Tài thì cô có hát một bài của nhạc sĩ Anh Tài, hình như viết lời Việt, là bài Tiếc Thương. Tiếc Thương. Còn gì đâu trong tôi người ơi, tình còn đây trong tôi người ơi, anh gian dối chi với tôi nhiều rồi, tình còn gì tan nát với đơn côi. Như trong băng. Đi rất vui, thì đó rất là vui. Dạ, yeah. Con có được thấy lại những cái video người ta quay lại đó. Thời đó Dạ Vũ vui quá cô. Vui lắm, mà bán nó ít tiền lắm. Nhưng mà vui, xa thì xa, hồi thời cô đi học á, đi từ Washington DC lên New York là 5 tiếng lái xe, lên nhảy một bài cha đi về cũng đi nữa, để đó, còn bây giờ đông vui quá trời. Thời mà năm 80 mấy thì cô có cộng tác khiêu vũ trường nào ở Cali này không? Ở Cali là vũ trường, bắt đầu là vũ trường Diamond, xong rồi Majestic, xong tự do, rồi cái thứ Ritz. Của nhà sĩ Ngọc Chánh. Và Caravan, cà phê Caravan á. Yeah. Của Kim Long. Hồi xưa cô, người ta nói là một rừng một cọp, nhưng lúc đó cô một con cọp 4-5 cái rừng. Chưa có con cọp nào đi qua hết. Không mà mình đi qua con cọp, nhưng mà mình có... Người ta nói không có chó thì bắt mèo. Không có mèo bắt chuột, nhưng mình là con mèo mà giỏi quá, tao cho thành chó luôn. Và cô có cái hay của cái giọng hát của cô là cô hát được nhiều loại nhạc. Đúng rồi. Yeah. Thấy như là nhạc Hoa thì là cái sở trường của cô rồi. Còn nhạc Việt, trong những cái thời gian đầu khi mà cô hát nhạc Việt á, có khó khăn gì về phát âm không? Có chứ con, có. Dạ. Nhưng mà phát âm thì không có chật, nhưng mà cô đọc chật. Tại vì mình nghe, tại vì cái cô học thêm tiếng Việt ở bên Mỹ á, thì ông giáo sư này cũng là người Mỹ. Ông không bao giờ nói được giọng Nam, mà phải nói giọng Bắc. Với bài vuốt của người Bắc mà. Thì ông nói chỉ có giọng Bắc mới phát âm chỉnh trong cái tên nhạc thôi. Rồi cô cũng đi học đờn nữa, vừa đờn vừa hát, nhưng mà classic rồi cái hỏi chứ tại sao tôi phải ngồi đờn, mà tôi đờn tôi hát ví thôi, chứ cái hoa ví cái chậu hoa đó là cái gì. Ông nói nếu mà nói về là cái người hát là hoa, người đờn là lá, lá phải đi với hoa thì cả hoa mới được đẹp. Nó sao tôi không thích làm lá, tôi thích làm hoa thôi. Bắt đầu hỏi động đàn nữa, đã họp đàn nữa rồi tôi không thích làm lá đâu,
Nhưng cô nói cô mới để ý là tại vì nghe nói là cô gốc là ở Sa Đéc, Lai Vung, là người Nam, mà sao mà cô nói chuyện là người Bây giờ cô bớt không thích nói giặt mắt đâu, nhưng mà khi mà lên sân khấu là cô phải rất là chuẩn luôn. Để là khi mình hát ra hình nó chuẩn. Nhiều người ta cứ nghĩ là cô ở ngoài Bắc sao nó không có, mà không phải. Nhưng cô đọc rất nhiều trong bên Từ Lộc Văn Đoàn. Những ngôn từ đó cô sẽ xài tới bây giờ luôn. Và những nhà văn mà phải có cái bút hiệu, ký hiệu rất là đặc biệt trong cái truyền thông. Cô hay đọc những cái chuyện tiểu truyện, rồi trường ca của nhà sĩ Anh Thái, rồi của nhà giáo sư nhà văn Phạm Hồng Danh. Cô đọc rất nhiều. Bùi Chí Vinh. Cái đó cũng là cách cô trao dồi. Và thường thường cô thấy, cô thích cái nào chữ nào có thể cô dùng được, hoặc là có thể kiếp cho mai trong bộ nhớ để mình xài khi cần thiết thì cô ghi xuống, cô ghi thành mấy chục lần luôn. Cô ghi tới luôn, tới luôn hoài thì cô nhớ chắc. Chứ mình đọc trong cái mạng không bao giờ nhớ của Cam Rong luôn. Đúng rồi. Không bao giờ nhớ. Và hình như là tên Kim Anh của cô là tên thiệt của cô hay là Mạch Kim Anh, họ Mạch và tên Kim Anh, vấn đề đó. Vì lúc mà Kim Anh nói đi hát thì không ai cho đâu. Lúc mà năm 76, bắt đầu mấy ban nhạc về nhà đi hát chơi, mấy bạn cũng đưa mày lên đánh xà beng cái gì được, đi lên cho nhạc vui. Thì có viết thư về cho Telegram về cho ông già thì cả dòng họ nội ngoại hai dòng chiếc nói xin ca vô loại dòng già nói là không nó thích cái gì cho nó làm cái đó. Nhưng con phải để ý là đừng bao giờ để mình phải người ta xỉ vả mình, nó dù dạo là làm xấu hổ tôn môn nó sẽ làm những điều. Cảm ơn cô với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Kim Anh sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Một Tiếng Hát Của Mùa Thu Lá Bay, nữ ca sĩ Kim Anh. Cô ơi, lúc trước cô có kể cho Jimmy nghe đó là cô có đọc nhiều những cái sách của Từ Lực Văn Đoàn hay là của các nhà văn. Có thể là nhờ vì vậy á mà khi sau này cô bước qua cái lĩnh vực MC một cách dễ dàng hơn. Đúng là tại lúc đó không có biên tập như anh Nhạc đâu, không có biên tập hay là giờ chung hay là cái gì đó không có. Kim Anh chờ có bảo làm MC cho Paris bên này số 15. Tức là ứng khẩu thôi, nghĩ đến đâu hỏi tới đó. Chứ không phải là chép mà mày phải nói vậy, ta nói vậy, anh nói vậy, tôi nói vậy, không có. Tức là mình cảm thấy cái gì mà most interesting, người ta tò mò nhất, thú vị nhất để biết thì mới hỏi câu đó. Giống như anh Khoa, tại sao tất cả thế giới anh không đi, tự nhiên chọn Hungary nó buồn chết luôn, ông khóc hồ luôn, từ đó mình là ấn tượng. Mà cái câu đó ai cũng không biết. Tại sao từ người ta đi Mỹ, đi Pháp, đi Đức, anh đi qua Hungary, trời ơi, có một mình anh đó không có làm được mà lạnh bút nữa. Cái tự nhiên ông mũi lòng ông khóc, thành ra ta nhớ luôn cái lúc đó. Đó là cái bí quyết của cô là MC. Rồi. Vậy thì bây giờ con hỏi cô có cái gì thú vị để hôm nay muốn chia sẻ với khán giả? Thật ra cái thú vị của cái máy là không bao giờ dẫn một người nào lâu. Đừng bao giờ xem cái gì mà người sai lầm của người ta mà đem sự trừng phạt đến cho mình. Vì mình dẫn người ta cũng đâu phải ta sống suốt đời mình đâu. Đúng không? Thí dụ mình nhìn cuộc đời nó nhẹ nhàng. Thí dụ lỡ người ta chửi mình thì bỏ qua đi. Thậm chí nó đánh mình thì mình cũng xin bề trên cho mình lành mau để đừng có bao giờ hận thù như vậy. Thì mình sẽ có cuộc sống rất nhẹ. Nên bỏ hận thù và hãy chia sẻ bao tặng cho. Đấy, mình là bố thí mình không nên nói vậy. Tặng cho và chia sẻ. Đấy, một cách tình nguyện cho mà cho đi và không đòi lại bao giờ mới được. Con thấy trong cô có một cái từ tâm rất là tốt. Và cô muốn chia sẻ tình thương của cô với mọi người bằng cách như lúc nãy cô có nói là có về hát ở bên Việt Nam. Có chứ, đi cô đi thuốc ở trong ruộng á mà không có điện. Thì có một lần cô hát bài Lệ Đá mà đứng trên sân khấu cũng rá chảy rôm như này. Cái tự nhiên hồi đó ủa sao kỳ, cái micro kỳ quá, ai ra đứng dậy có máy cày giật. Nhưng là vui mà cô không có ngại, bởi vì thứ nhất là người ở trong vùng sâu vùng xa ta không có nhiều cái khả năng hay là điều kiện để ra ngoài xem. Mà có xem cũng chưa chắc. Hồi xưa ở dưới quê có nhiều người cả đời, mấy đời cũng chưa biết Sài Gòn. Thì mình vô trong đó mình hát mình hạnh phúc lắm. Nhưng vừa rồi cái về là cô có đi Cổ Lão của Huế thì vào tít một giọt sông hơi để hát để mà tặng quà cho các người không được may mắn, thiếu họ hoặc là neo đơn. Cùng với cậu Thuận ở bên North Carolina gửi về. Và chỗ này đại diện đi pha mang tặng với Nguyễn Thị Thanh Hà ở Hà Nội. Các thầy quý lắm. Mà chị cô cũng rất là hạnh phúc khi đi. Cô ơi, con như lúc nãy có nói đó là vào năm những năm 91-92 thấy cô cùng với MC Trần Quốc Bảo điều khiển chương trình trong các tác phẩm của Trung tâm Thúy Nga. Thì tới khoảng năm 95 tới mãi năm 2005 thì mới thấy cô trở lại trên sân khấu của Asia. Thời gian đó thì Kim Anh cũng muốn hoạt động nhưng mà
rồi mẹ đâu, sao cái bố đâu, mẹ mẹ lại đâu, bệnh rồi, ông anh thì không khỏe, và nhà thì cũng có vẻ như là không được ổn định cho lắm, đâm ra mình buồn, mình không muốn lên sân khấu, chỉ hát những cái chương trình từ thiện hay là những chương trình sân khấu mà nhỏ nhỏ thôi, hoặc là hát cho chùa, cho những cái nhà mồ côi, rồi người ta cũng có lì xì 100, 200 gì đó thì cũng đủ mà khoa lấp cái chi thu của mình. Thì mãi đến khi mà cạn kiệt rồi, lúc đó mình không thể nào mà sống bằng 1-200 trong cái chương trình mà khi nào cần người ta giúp mình, ngại quá, cũng hỏi rất nhiều người giúp Kim Anh trong thời gian đó, và Kim rất sa ngã vào trong cái chuyện mà nghi ngập, bị buồn quá rồi đủ thứ chuyện, năm đó con người mình không phấn chấn lên, nó óc mình không được minh mẫn, và khi mà còn không còn cái gì để mà tát nó, không còn nước để tát nữa, cái là xong rồi, thì Kim Anh gọi cho Trúc Hồ, vì trong đó tôi hát bài Mùa Thu Lá Bay, cái Kim Anh muốn đem cái Mùa Thu Lá Bay bài đó để mà gắn vô Kim Anh vào quê hương để tạo một cái bonus để mình bắt đầu trở lại. Thì gọi chú Hồ nói để hỏi chú Anh Bằng có làm sao. Chú Anh Bằng đứng gần đó bảo không sao, Kim Anh muốn lấy cái bài nào cũng được hết á. Kim Anh cũng là người đầu tiên giúp chú, không có lấy tiền mấy bài luôn. Đó, nó bảo cái nó ok, cảm ơn, cái gì tôi nhờ một người đến lấy, nó ok. Thì một giây sau gọi lại bảo chứ bộ còn hát được không. Nếu như bình thường á, mà Kim Anh không có cái sự khoan dung á, trông sẽ giật lắm. Là vì mình giàu thăm mình cũng vào hát, và tại sao có thể mình coi thường mình như vậy. Nhưng nghĩ lại không phải, mình cũng không chưa chắc mình hát được đâu, mình bao nhiêu cái vùi dập như thế này. Thì bảo thử để làm gì, bà Hiền nói là chứ hát bài Nắng Chiều chung với Thái Duyên Doanh. Tôi nói nếu mà mình đi về mình hát được thì bà bồ mời, không được thì thôi, chứ mình đâu có biết mình hát được hay không. Lâu quá rồi mình cũng không có hát sân khấu lớn. Chứ mà thôi bây giờ ngày mai chú Hồ mua vé bay về nó không, cho nên mình đi xe đò để mình phản tỉnh lại những cái gì mình đã làm và có thể làm được hay không trong cái sự tốt nhất của mình. Lúc là cô ở San Jose. Thật ra tôi về xong thì vô thâu trong có 5 phút thôi. Và cái áo mà cô mặc bởi bà Nắng Chiều không ai thích cái màu đó, bảo màu thầy chùa gì đó, tôi không thích. Và thôi đưa cái manh bạc cho, lại không ngờ cái bà nó cáo là đẹp nhất trong cái quan đó. Tội nghiệp cho hào quang của ngày bà chiếu xuống là mình có thôi. Và là nhờ cái bài Nắng bài Chiều đó cô hát cho mẹ ra là cô trở lại. Từ bài Nắng Sáng Chiều người ta mời cô đi. Đúng rồi, và cô đã cộng tác với Ira trong một thời gian cũng thời rất gian là chặt chẽ. Sau đó thì cô không hát nữa, là 2007 cô đi về Việt Nam. Thì bên kia thì cũng kiểu như là nếu hát muốn hợp đồng luôn, nhưng mà cô không thích như vậy. Cô không thích thì cô hát không được, mà cô không thích đừng bắt cô phải làm cái gì kia. Cô không thích khuôn khổ đâu. Cuộc đời nó phải nguyên duyên như nước. Con có được nghe cô nói là cô là một trong những ca sĩ mà đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới đầu tiên ở hải ngoại này. Cô là tiền phong mà đi phát quả cho tất cả những người trồng rau đó. Tại hồi xưa các cô đi qua có, nhưng các cô chưa có giấy tờ để mà tiện lợi cho đi visa. Tại vì cái sẽ thường trú của cô nó là cái khác, cái diễn khác, còn các chị tị nạn thì là diễn khác. Thành ra xin visa khó lắm, mà xin 1 triệu, 2 triệu rất là khó. Thì đi qua đi thôi, về chứ không được đi nước khác. Nhưng một lần đi qua Bảo Thiếu Nga mà đi làm đoàn, đông lắm, tất cả các em nghệ sĩ luôn. Là mình không nói tên, đi qua mượn cái passport của mấy bà có chồng Tây á, đi. Thì bên thì nói với mình, là chịu khó nhìn cái tên đi, không, mình không dám nói tên hai chị đó đâu. Chị A thì bảo chứ tới cái trạm của Đức nó khó lắm, Hà Lan nó cho đi, bị nó cho đi nhưng mà Đức nó khó lắm. Ngừng lại đi xe đỡ mà. Má đàm phan xóa thì bé, phá đoàn xong xóa thì bé, không biết bà nào, mày bé hay tao bé vậy? Máu hết rồi, đám gì trùng cơ bóp ngồi. Nhưng họ cũng rất là thông cảm, bởi vì mình mới qua, người ta không có hàng học gì cả. Cho mình ngồi mấy tiếng ngồi xong rồi người ta cho mình cho đi. Cái cảm giác mày mượn người ta, mày biết mày tên gì chứ tại sao mày hỏi lung tung vậy đó. Đó là một kỷ niệm đẹp. Dạ, đó là kỷ niệm mà những ngày đầu mà cô đi lưu diễn cùng với các ca sĩ khác ở bên Tây. Đúng rồi. Dạ. Rồi trong những ngày tới cô có những dự án gì về CD, về băng nhạc hay là về những chuyến lưu diễn? Hiện tại thì Kim Anh có một cái cộng phòng thâu Đỉnh Thái ở Việt Nam. Mà kỳ Kim Anh thâu với Quang Thành Hai Vị Sa Lạc á, thì do Thành giới thiệu. Cuốn số 10 Kim Anh hay là thâu tại phòng thâu Đỉnh Thái là cũng là Lại Trời Con Đường Bình Yên. Thì Quang đó Kim Anh rất ưng ý vì có những bài mà hồi xưa mình nghĩ mình không hát được. Giống như là Tiếng Xưa hoặc là Ngày Về hoặc là bài Suốt Đêm Thơ Thức đấy, rồi bảy ngày đêm mong, những bài mình không hát được đâu, nhưng mình hát lại hát rất hay. Với có bài mà Tình Chết Như Mùa Đông là của Đèn Hoa Bùi, mà nghe có mỗi Lệ Thu hát thôi và sau đó không hát lại. Thì 10 bài rất là chọn lựa, và hầu như ta Việt Nam rất yêu thích cái bài của mình đó. Sao mà không có bài
Và cái cuốn băng đó là cũng được khán giả rất là nhớ tới sau này. Mặc dù ngày hôm nay bây giờ thì cái lượng phát hành như ngày xưa không có được. Không có, nhưng mà cái đám Định Thái là cho cô một cái món quà tinh thần là họ đang lựa tất cả những 8 bài, 8 tới 10 bài hay nhất mà ta cảm thấy là đặc điểm tố cao của Kim Anh sẽ làm tuyệt phẩm Kim Anh để đời. Trong tương lai hy vọng sẽ có, nhưng mà gửi đến tất cả quý khán giả yêu mến nhiều bác Kim Anh. Còn những giây phút cuối, cô có muốn những cái lời nào muốn chia sẻ với khán giả nhân dịp của lên chương trình của Jimmy? Thật ra thì chúng ta ngày nào cứ hết buồn rồi vui, hết vui rồi lại buồn, chưa bao giờ nguyên một ngày vui cả. Hay là mình có thể khẳng định một chuyện gì, tất cả mọi thứ đều theo nước cuốn qua trôi. Cho dù Kim Anh không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng trái tim Kim Anh muốn rằng mỗi lần quý vị gặp Kim Anh là một sự vui vẻ, hài lòng và không bao giờ có phải e dè và tự trạng tự vệ hết. Đăng tập. Cảm ơn cô thật nhiều đã đến với chương trình của Jimmy, đã cùng chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và cũng như là chia sẻ những kỷ niệm của một thời của cô. Không, thật rất nhiều chuyện để nói nhưng mà thời gian có hạn ngắn hạn, cho nên cũng xin chúc tất cả mọi người đang xem này, quý khán giả thân mến, anh chị em thân thương, hãy giữ lòng bình thản, nụ cười thật tươi, đừng bao giờ nghĩ rằng nỗi buồn sẽ kéo dài cho mình đến chết, thì đừng bao giờ khó chịu với mình vì cái sai lầm của người khác. Cảm ơn cô thật nhiều. Và cùng với lời chào đó, Jimmy Thái Nhật xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.